Nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng Hoa hậu Hương Giang, bạn đáng được tôn trọng. Không chỉ gửi lời chúc mừng, nghệ sĩ Trung Dân còn có những chia sẻ chân thành về đóng góp tích cực của Hoa hậu Hương Giang cho cộng đồng LGBT Việt Nam. Sau hơn 14 ngày chinh chiến trên đất Thái Lan, Hương Giang Idol đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Bước tiến dài trong sự nghiệp này cũng giúp Hương Giang nhận lại tình yêu thương của công chúng sau scandal về phát ngôn với nghệ sĩ Trung Dân trước đó. Báo đã liên lạc để lắng nghe chia sẻ về cảm xúc của nghệ sĩ Trung Dân về Hương Giang, người đàn em trong nghề, giờ đã thành niềm tự hào của cộng đồng LGBT và khán giả nước nhà. Sau phút ngạc nhiên, nghệ sĩ Trung Dân gửi lời nhắn nhủ đến Hương Giang: "Tôi cảm thấy vui và xin chúc mừng cô ấy." Hương Giang Idol xuất sắc đăng quang ngôi vị chuyển giới quốc tế 2018. "Tôi thì tôi chúc mừng, tôi muốn nói là trong cuộc sống thì mình phải vươn lên. Đây như một sự khẳng định rằng mình làm những điều có ích cho xã hội, mọi thứ còn ở phía trước nên mình luôn phải phấn đấu. Tôi cũng cảm thấy vui khi cô ấy đã khẳng định được rằng mình sống có ích và sống tốt. Một lần nữa xin chúc mừng Hương Giang," nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ. Sau khi xác nhận lại thông tin Hương Giang giành giải cao nhất tại cuộc thi tầm cỡ dành cho những mỹ nhân chuyển giới, nghệ sĩ Trung Dân cũng có những chia sẻ chân thành về quyền bình đẳng cho những người thuộc cộng đồng LGBT. Trưởng phòng của Ơn Rời Cậu Đây Rồi bộc bạch: "Chúng ta phải có suy nghĩ thích ứng với thời đại để quyền con người được tôn trọng và sống tốt bằng những giá trị đích thực mà mình cống hiến. Bên cạnh đó thì không nên có sự phân biệt, miễn sao mọi chúng ta đều có ích cho cộng đồng." Trưởng phòng Ơn Rời Cậu Đây Rồi cho rằng bất cứ giới tính nào cũng có ích cho xã hội. Bậc tiền bối hy vọng rằng Hương Giang sẽ làm tấm gương để những người như cô noi theo, đó để tiếp tục sống và cống hiến. Nghệ sĩ Trung Dân cũng đồng tình với ý kiến chiến thắng của Hương Giang sẽ có tác động tích cực đến cuộc sống cũng như quan điểm của những người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba và gia đình của họ. Đó như một sự chứng minh rằng bạn là một người đáng được tôn trọng. Điều chúng ta có thể chọn lựa chính là chúng ta có thể sống tốt và muốn cống hiến hay không. Một lần nữa, nhờ báo cho tôi gửi lời chúc mừng Hương Giang. Hy vọng đây là sự khẳng định với mọi người rằng điều Hương Giang đang làm sẽ tạo nên sự thay đổi trong nhận thức của nhiều phụ huynh. Những người thuộc cộng đồng LGBT cứ nhìn theo đó mà tiếp tục sống và cống hiến. Chiến thắng của Hương Giang Idol dường như trọn vẹn hơn bao giờ hết khi nhận được lời chúc mừng của cả khán giả, bạn bè, đồng nghiệp, lẫn bậc tiền bối như nghệ sĩ Trung Dân. Hy vọng với sự tin tưởng và ủng hộ này, từng Hoa hậu chuyển giới quốc tế Nguyễn Hương Giang sẽ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam cũng như trên thế giới.